Hello, anh Vinh chưa Hello có connect mà em la quá em đấy. Ôi, em. Anh tí anh bật bật nhỏ lại tí. Dạ Hello dạ anh bật chị. nhỏ đi. Dạ, rồi anh mình vô thôi, vô thôi. Anh Vinh đã tới bài. Ủa? Bữa anh bật lên anh giật mình. Ủa, Một tiếng của ai vậy? Đâu tiếng của mình đâu. phải không anh? Là em hả? Em Không đang la phải cái luôn miếng tiếng con bé kia kìa, bữa cái một tháng bảy á. Trời đất ơi em tức ghê luôn anh Vinh. Em nói hả? Tại vì á anh Vinh cái lịch của em nè, em ghi rất là rõ ràng. Tức là em dạy xong đúng không? Em sẽ lấy cái tên của mọi người, em ghi là đã báo cáo rồi hay chưa? Ủa anh Vinh ơi, alo alo. Anh đang anh nhìn em à, hả? Dạ. anh đang nhìn cái Em điện tự thoại cái anh vô bài tập á, không phải vô cái cuốn sách đó anh chưa có in ra. Dạ em nói ủa em làm đúng lắm mà sao tự nhiên lộn được. Anh Vinh nói vậy đó, các em nói do em bị lúc mà em đi em dùng hai máy đó, nên nó bị lộn qua lộn lại. Ôi là trời. Dạ rồi mình đi tới 1 4 1 4, mình đi tới cái này trên nhìn hà cái ôn bài mình đi rồi đúng không anh? Đây mình đã tới cái này rồi nè, em nhớ nhớ đâu đó. Rồi đúng rồi đó, chính xác. Nó hè. Rồi mình qua tới cái tiếp theo nha anh. Cái đây mình đã nói chưa anh? Đi chơi. Em thấy rồi, anh đã làm tới Leslie Carter rồi đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Rồi mình qua bên đây nha. Vậy hôm nay đầu giờ luôn nè anh. Mình sẽ học thêm Entertainment and Cultural Event. Anh Vinh Nhật giúp em cụm này với. Entertainment Entertainment. entertainment and Cultural. cultural event entertainment. Em mới phát hiện ra này nè anh nhìn. Cái top mục này á, nó ngắn nha. Cái bài của nó chỉ có tầm 10 bài thôi, nhưng mà từ vựng của nó nặng ghê lắm luôn á anh. Em nghĩ nó phải nặng gấp rưỡi cái top nó thông của mình. Entertainment, entertainment and cái từ này là Cultural quen entertainment, lắm. Em sẽ ghi cho anh. cultural, cultural. Cho nên em nhắm nhắm đâu đó là anh mình mà học đâu từng mà 2 bài 3 bài á, là anh sẽ cảm nhận là cái mức từ vựng nó lên nặng nề lắm. Nếu anh cân được thì mình cứ đi tiếp, nếu anh không cân được mình cứ nghỉ xả hơi anh hà. Anh coi là gì, entertain chính là cái sự giải trí, entertainment đây đúng không, sự giải trí. Culture là văn hóa, danh từ. Cultural là thuộc văn hóa, vậy là những sự kiện văn hóa và giải trí đó. Em để đây nha. Rồi, ok. Mình đi tiếp nha anh. Vậy thì chúng ta có 5 cái sự kiện. Mời anh mình nghe. Read and listen. A movie. A film. A film. A play. A concert. A talk. A lecture. Lecture. An art exhibit. Now listen again. Rồi, mời anh. Anh cứ đọc em sự. A movie. A film. A play. A concert. A talk. A lecture. Giỏi quá anh Vinh, đúng rồi, a lecture. A lecture, an art, an exhibit. An exhibit. Tại cái thằng hờ này nó bị mất nên nhìn, mình sẽ nối thằng sờ qua luôn. An exhibit. Exhibit. Vâng exhibit. Ạ. Cái từ giữa từ từ an art, an art. An art, đúng rồi anh. Chữ đó khó đọc nha. Nếu mà anh đọc một mình chữ đó nhiều khi người ta không có liên tưởng. Anh nên đọc là an artist chẳng hạn, hoặc là an art gallery. Anh đưa nó vô cụm thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mọi người. Anh chờ em nha. Anh thấy được em share đúng cái slide không nha? Là bạn. Rồi em nói thí dụ. Anh nhìn thế này là an art. Ủa? Rồi art gallery, cái người ta nghe tới phòng trưng bày, người ta trưng bày hội họa nghệ thuật rồi đó. Nói chung là phải có một cái ngữ cảnh, chứ anh mà đọc an art là người ta khó liên tưởng. Rồi. Art là nó ý nghĩa gì em? Art dạ là nghệ nó... thuật, là nghệ thuật. Nghệ thuật của tuổi 16 đó, art of the 60. Ủa, tuổi 60. Anh bảo hôm bài có cái gì vậy? Cái nghề art á, cái nghề đó nghề họa sĩ đó anh nhớ không? Họa sĩ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em nói em thích bài thích cái đó mà
Yeah, đúng rồi. Ok. Rồi, mình đi tiếp anh ha. Cho nên em mới thấy là cái nào mà mình cũng nên khai thác á anh. Tại vì mình đi qua một lượt rồi mình đâu có quay lại. Cho nên mình làm cho hết luôn, lấy hết từ của nó ra. Rồi mình từ từ mình học. Cái apply anh Vinh nghĩ là gì? Apply là bữa hôm em nói thêm một lần rồi. Nó là buổi xem kịch. Hay quá vậy ta. Dạ đúng. Một buổi xem kịch. Rồi, concert là nhạc hội tưng bừng. Nhạc hội. Talk và lecture. Thì anh không hiểu. Talk là không lẽ là talk là cái buổi nói à? Đúng rồi, một diễn cái buổi diễn thuyết đúng không anh? Một buổi diễn nói thuyết. Rồi, em nói anh Vinh nghe cái này. Cái talk đó rất là tiện cho mình. Nó là một buổi thuyết trình đúng không? Rất dễ nhớ. Vậy thì anh kéo nó theo thằng lecture đi. Đó, đen chì. Tại vì cái người lecturer chính là giảng viên của mình. Đó. Okay. Chứ mình không nói là a talker. Nó rất là kỳ. Nó là a lecturer. Vậy thì nó có cái dòng suy nghĩ nè anh. Học chữ talk, dính thêm dùm em chữ lecture để suy ra được chữ lecturer. Học được ba chữ một lượt. Okay. Rồi. Nó sẽ nặng nề cho anh Vinh lắm em biết. Nên là anh Vinh mình cứ đi thoải mái từ từ thôi. Hết không anh? Còn gì nữa không anh? Anh thoải mái mà. Anh thoải mái à? Anh thoải... Em đọc em vô em ngợp quá. Em nói chữ cái gì dữ vậy? Một cái cục chút xíu mà nhiều chữ quá. Nhiều chữ khó quá. Cái... Không nhớ em sửa. Đúng rồi. Thoải mái anh hai, thoải mái thôi. Ôi căng làm chi. Ok. Rồi mình đi tiếp anh ha. Rồi nhồi nhét làm gì? Đúng rồi. Rồi sợ lắm anh ơi. Alright. Bởi vì em nói thử nha. Movie với phim. Play. Anh Vinh. Have you? Em sẽ dùng chữ là đã từng hay chưa? Have you ever watched a play? Anh đi coi kịch chưa? Yeah, I have. Oh, yes, I have. Đúng. Yes, I have. Was that a Vietnamese play? Was that? Yeah. Nó vẫn vậy đó anh. Yes, it was. Đúng yeah, rồi. Yes, it was. Yeah, đúng it was. Xong rồi, nếu mà anh đọc không phải, nếu mà không phải gì, không phải Việt Nam là no. It no, I wasn't. No, it wasn't. Tại vì anh, nó bị khó cái chỗ chữ were thôi. Chứ nó cũng vậy. Yes, it was. Cứ cộng cái thằng đứng đầu vô. No, it wasn't. Thêm not vô. No, it wasn't. Xong rồi, anh trả lời lại. Trả lời bên Macau là sao? Trả lời bên Macau là... Chết rồi, cái Macau không biết anh Vinh ơi. Để em thử nha. Mình vẫn có thể xử lý nó được. Ví dụ nói là a play in Macau chẳng hạn. Tại em không có biết cái thuộc về Macau. Anh chờ em nha. Để em thử coi nó có không. Sao không có vậy ta? À, nó có cái này nè anh Vinh. Oh no no, cái này là con dẹt. Ô là trời. Ôi vậy đó nó không có. Em hỏi Google. Play in Macau, đúng rồi. Không biết nó có không? Ấy tiếng Anh là gì? Macau. Chữ O nè em. Chữ O. Yes. Vậy là nó không có cái tính từ rồi anh. Vậy mình là giống cách mình nói ha. A play in Macau. I watch a play in Macau. Rồi. Yeah. Em sửa thằng này anh hỏi. No, it wasn't. Like, anh ấy, it was a play in Macau. It was a play in Macau. Rồi, tiếp tục anh ha. Giờ bên đây. Lecture và talk and exhibit. Em mới hỏi thăm thêm. Anh Vinh, are you a fan of art? No, I aren't. No, I. Anh Vinh đã bị quên rồi. I am not. Đúng không? No. 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 I am not. Đúng, đúng không anh? Tại vì mình đổi chủ ngữ rồi nè. Mình đổi chủ ngữ rồi nè. Đã. No, I'm not. Oh, okay. So, which kind of art? Which kind of cái loại hình nghệ thuật nào? Do you like best? Loại hình nghệ thuật chúng ta có music, movie, đồ đó anh.
Mấy cái này chính là những cái loại hình nghệ thuật. Yeah. What kind of art do you like best? Em nghĩ anh Vinh chắc movie quá. Yeah, it's a movie. Yeah, it's movie. Okay, right. So how often do you watch movie? A month or a year? How often do you watch movie? Sometime, a year. À, rồi, anh nói để xây dựng câu cho anh Vinh nói. Khi tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ đi xem movie với bạn tôi, với vợ tôi, với người nhà của tôi, tùy anh. Yeah. Khi tôi có when I have free time. Tốt quá. Okay. I go to the movie. With my friend. Đúng rồi. And family. Rồi, ổn áp. Anh nhìn thấy nè, khi chúng ta bình tĩnh, chúng ta sẽ đạt được một cái câu rất là tốt vậy luôn. Do là anh nhìn cái tâm trạng của mình là trời, nó hỏi vậy rồi trả lời sao? Anh cứ từ từ trả lời nha. Tại sao mà anh... Go to the movie. Cái đó, I go to the movie. Go là đang đi thôi. Dạ, đang diễn ra. Tốt quá. Em sẽ thống kê luôn cho anh những cái trường hợp chúng ta cần dùng in nha. Cái thứ nhất nè, anh sẽ dùng là nó sẽ phụ thuộc vào thằng động từ đứng trước. Anh đặt giùm em nha. Tôi thích nấu ăn. Yeah, I like cooking. Yeah, tốt anh Vinh. Anh muốn ra in tại vì anh đã quen rồi. Like thì là verb in. Đây, trường hợp thứ nhất. Bị ảnh hưởng bởi danh từ đứng trước. Nơi đứng trước. Đó, thì nó thêm in. Trường hợp thứ hai nè anh. Chúng tôi đang học tiếng Anh cùng nhau. We đang học. We phải are, có to be yeah, và verb in. To be, đúng, chính xác. We are studying English. Yeah, study English cùng nhau là tôi em biết anh together. Tốt quá, đúng anh. Đó là trường hợp thứ hai là cái tiếp diễn đang diễn ra đúng không anh? Trường hợp tiếp theo là anh nhìn in đúng không? Đứng đầu câu làm chủ ngữ và cái động từ đó nó không thể làm được cho nên phải thêm in vô. Câu của mình sẽ là học tiếng Anh giúp tôi cải thiện trí nhớ. Rồi. Study English help me trí nhớ. Cải thiện cái não của mình, cái trí nhớ của mình. Em gửi cho anh từ lẻ cái nha. Improve bằng boost bằng enhance bằng cải thiện, tăng cường. Nói chung là anh bơm cái gì vô sức mạnh của mình đó, thì gọi là những cái chữ này. Rồi. Brain bằng não. Memory bằng trí nhớ. Rồi mời anh nhìn. Yeah, help me memory. Cải thiện nữa anh. Help me improve. Memory. Đúng rồi. My memory. Rồi anh Vinh đọc với em nha. Em phát hiện ra rằng anh Vinh đã ghép hai âm in với nhau nè. We are studying English together. We are studying English. Studying English together. Qua câu này, studying English helps me improve my memory. Studying English helps me improve my memory. Tốt anh ạ, dạ rồi. Tức là mình càng đọc nhiều, anh sẽ càng quen miệng. Đến cái lúc nào đó, anh thấy anh để cái này là chủ ngữ đúng không? Anh sẽ muốn thêm in vô. Đó là lúc anh quen rồi đó. Em không sửa anh cũng đọc là studying. em biết nhưng mà kiểu như là studying là ba âm đó, nó sẽ giúp cho cái giọng anh rạch ròi rõ ràng dễ hiểu. Cái thằng này studying English help me improve my đứng đầu câu hoặc là đứng vị trí của danh từ đó thì nó sẽ thêm in đúng không, thêm in để giả làm danh từ, nó có một cái là giả bộ nữa nên anh gọi cái thằng mà verb in vậy nè,
Anh có hai tên, một là children hay còn gọi là danh động từ. Tại vì nó là verb mà anh, nó chỉ gắn in vô để giả bộ làm danh từ thôi. Bản thân của nó vẫn là động từ. Ba trường hợp rồi anh Vinh ha. Em ví dụ một trường hợp khác nữa đi. Ví dụ mình nói tôi, trong thời gian rảnh tôi thích nè reading, cooking. Em sửa nè, đi luôn đi cho anh Vinh dễ hiểu. My hobby à. Rồi mời anh Vinh, cái hobby của anh là cái gì? My hobby are movie. See, yeah, watch movie. Sibling. Watching sip. Movie. Yeah, watching movie. Just sleeping. 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 Yeah. Sleeping. Watching movie. Watching movie. Making money. Vừa ảnh thì mất thêm miếng mì nữa, đi làm rồi. Mới đi làm anh làm anh. À, để em bỏ nha. Chọc anh Vinh thôi. Rồi mình thấy. À. Đếm tiền, đếm tiền. Từ đếm mà đếm sao ta? Đếm. Ôi em mệt quá Vinh ơi. Counting money. Count, count. Yeah. Ok. Em okay, tiền, okay. Counting money. Anh thấy nè. Ủa Vinh, vậy bây giờ nó đâu có đứng đầu câu. Sao em thêm in? Tại vì nó không đứng đầu câu anh. Nhưng mà nó vẫn giả bộ làm danh từ. Các sở thích của tôi bao gồm cái việc ngủ, cái việc xem TV và ấy, xem phim và cái việc đếm tiền. Đây không phải là động từ nha anh. Đây là danh động từ. Đó. Vậy yeah. Em tiếp nha. Anh muốn hỏi em, có favorite cũng là sở thích riêng của tôi. Cái gì anh? Cái gì? Favorite đó. À, no, no. Cái đó là yêu thích khác. Yeah. Okay. Không phải là sở thích nha. Em thí dụ nè. Anh nói, màu sắc yêu thích của tôi là màu cam, chẳng hạn. Yeah. My favorite đúng. Color yeah, is orange. À, tốt vậy ta. Ủa anh Vinh, vậy what is your favorite color? Okay. Is and you said is blue. It's blue, yeah. 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 And black. And black. And black. Oh, đen và xanh. Dạ vâng. Okay. Em cái nhìn nghe em có một cái anh học viên là anh thích màu hồng mới màu tím. Em mới nói là em nói là tao thẳng như con quỷ. Nhưng mà thích màu hồng kệ tôi. Em mắc cười, em mới ưa thôi. Nhưng mà ổng đã nói là ủa, tao thẳng mà. Ôi em buồn quá, em mắc cười quá. Mình đi tiếp anh Vinh hà. Nói chung là vui vẻ không có. Tới giờ mình hiểu nhau rồi đó. Nên là nhiều khi em muốn chọc nhưng mà em có thắng lại. Em sợ là nhiều khi ổng hiểu lầm á. Nói là mình cũng vui thôi nhưng mà mình có thắng lại kịp. Mà ổng mất không, ổng đẩy câu chuyện đi xa hơn. Dạ rồi, mình đi tiếp anh hà xong. Bây giờ mình sẽ vô là when, where và what time. Dạ anh, mình nghe đi anh Vinh. Cái này trước khi nghe anh đọc với em nha. Agamemnon. Agamemnon. Đúng, trước tất cả các bạn nghe bây giờ nó khó quá rồi. Anh nhớ đọc trước cái thông tin của nó cho sẵn mình. Để khi mà mình nghe vô á, mình không có bị bỡ ngỡ. Rồi tiếp nha anh. Cinema Center. Cinema Center. Cinema, 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 cinema. Cinema. Yeah. Cinema Center. Boston Symphony Orchestra. Boston Symphony. Symphony Orchestra. 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 Chữ ca nha anh. Rồi. City Nights Bookstore. Okay. City Nights Bookstore. Bus stop. Bus stop. Theater in the Circle. Theater in the Circle. Nick Hornby. Nick Hornby. Festival. Festival. Yeah. Festival. Festival. Vô vờ đánh vờ. Festival. Anh thấy nha. Festival. Đúng rồi. Anh Vinh nghe điện. À, lộn em sorry. Anh Vinh nghe cái audio này một chút xíu nha. Em điện cho trường trong vòng 3 phút em quay lại liền. Anh Vinh cứ nghe nha. Rồi em cảm ơn anh. Listen for details. Listen to the conversations. Match the event and the place. Conversation 1. Are you free on Sunday at 11:30? Nick Hornby's going to be at the City Nights bookstore. Nick Hornby? I love his books. What's he doing there? Giving a talk about his novel, Slam. Want to go? Absolutely.
Conversation 2. What's playing at the cinema center? There's an old Marilyn Monroe movie showing at 7:10. Bus stop. Interested? Not really. I'm not a Marilyn Monroe fan. Conversation 3. Oh, look. Agamemnon is at the theater in the Circle. What's Agamemnon? It's a famous Greek play. It's great. There's a performance tonight at 8 o'clock. You want to go? At 8? Maybe. Conversation 4. I'm in the mood for a good concert. What's playing at the festival? The Boston Symphony Orchestra. They're doing Beethoven's Fifth tonight. That sounds great. What time? At 7:45. Let's do it. Well, it's 6:30 now. Meet you there in an hour? Hello, em đã quay lại đây anh Vinh ơi. Cái bài đó nghe ổn không anh? Nghe được những cái từ đó mà mấy cái từ mà nó nói dư thừa anh nghe chưa rõ. để em nhớ nó nói dư thừa, đúng rồi. Để em kéo bự ra, anh em mình chinh phục cái mấy cái dư thừa nha anh. Ok. Thật sự anh muốn nghe rõ mấy cái dư thừa lắm á. Đúng, em cũng vậy luôn anh Vinh. Tại vì á, những cái audio này á, coi như là cái hàng ngày của họ, họ nói á, thì những cái họ nói như là what's up hay là I get it rất là quan trọng luôn á anh. Tôi hiểu anh rồi, mình hiểu nhau thì là I get it. Ừ, nói vậy hiểu mà, đó. Chứ nó không có dùng là I understand. Cho nên nó rất quan trọng. Mà tại vì em sợ không có thời gian thôi. Ok. Nên là, tại vì anh Vinh nói, tiếp mà anh Vinh thích đi như vậy thì anh em mình cùng đi ha. Vô anh ơi. Cứ đi từ từ đi, không có sao đâu em. Listen to the conversations. Match the event and the place. Conversation 1. Are you free on Sunday at 11:30? Right. Sunday and... Learning 30. Cái giờ anh Vinh, cái là cái giờ anh coi là mấy giờ nè. Are you free on Sunday at 11:30? Khó hả? Free Sunday learning 30. 30 ấy là learning 30 phút. No. Cái 30. No, 11:30. Rồi, anh nghe lại cái âm nha. 11 luôn. 11 luôn. Anh nghe ổng le ở trong họng ổng. anh đi với em. Are you free on Sunday at 11:30? At 11:30. Yeah. Okay. Nên là nó không thể nào mà lên liên thích đi được. Sau này á, anh sẽ thấy là nó nói gì trong họng nó, mình kể nó, nhưng mà mình nghe được cái âm là anh sẽ đoán được là mấy giờ. Anh sẽ được để tới cái level đó để anh mình được. Tại vì em có những anh chị học viên học bao nhiêu 6-7 tháng là họ đã lên được cái trình độ đó rồi, rất là ổn anh. Vô. Nick Hornby is going to be at the City Nights bookstore. Yeah, you Hornby. Nick Hornby. Yeah. Nick Hornby at the City Mart Center. Bookstore. City Nights Bookstore. City Nights Bookstore. Đó, nhờ anh nghe lại khúc đó với em là sao? Nick Hornby is going to be at the City Nights Bookstore. Rồi, anh nghe em chưa? Em hả? Yeah. Rồi, ok. Nick Hornby. I love his books. Anh nói xem vậy. Nick Hornby. I love his books. Đúng rồi, tôi thích sách của ông đó lắm. What's he doing there? Câu này What's he doing there? What's is... Rồi, anh hãy đặt cho em một câu hỏi. Ủa, ông đang làm gì ở đó vậy? What is... Đi với em nha. What is là đúng rồi đó. He. Rồi, anh nhìn cái câu này. Rất quen thuộc với mình đúng không? Anh nghe bà đi nha. Sao anh nghe không được cái đôi nghe vậy? Sao anh nghe được bánh nhai mà sao anh nghe được?
nghe gì đến nà, không không có nghe đúng đề. Lại nghe lại nghe lại nha. Anh có câu rồi anh nghe cái nó thoải mái lắm. Of his books. What's he doing there? What's he doing there? Đúng không anh? Âm đó. Còn cái nào mà hả em mà còn nghe không được nữa là thôi bó tay mình khỏi nghe luôn, mình chỉ có đi coi strip thôi. Tại vì nhai quá, nhai ở trong cái bộ hào nghe được. What is he doing there? Yeah, yeah. À, trời ơi, có một cái bữa kia em nói cho anh Vinh nghe cái câu đó rất là đơn giản nha. Như vậy nè, như là that's always nice. Chỉ có nhiêu đây thôi, mà em nghe nửa ngày em không nghe ra. Phải đi coi strip. Nên là có nhiều khi mình có kinh nghiệm lắm luôn rồi đó, nhưng mà vẫn nghe không ra, nói khó quá. Rồi, anh Vinh đừng lo gì hết. Anh Vinh không nghe ra cái khúc này là có hợp lý thôi. Rồi, mình đi tiếp. Giving a talk about his novel, Slam. Cái này anh Vinh sẽ không nghe được tại vì nó có chữ khó. Novel là gì anh Vinh biết không? Anh Vinh học chưa? Novel. Dạ. Tiểu thuyết nha. Tiểu thuyết nha. Rồi, lại novel. Còn a talk nữa. Anh coi coi ổng nói gì, ổng làm gì. Giving a talk about his novel. With me. Anh muốn nghe từ đầu của nó. Nghe từ đầu nha, nghe từ đầu nha. Nick Hornby. I love his books. What's he doing there? Giving a talk about his novel, Slam. Oh, with me, a talk about... Tiểu thuyết của ổng. Của ông ấy, anh Vinh. Em gửi cho anh cả câu nha. Anh cứ thoải mái. Cái lúc em gửi câu á, chỉ là em chỉnh lại một chút xíu cho anh thôi. Giving a talk nè, about nè, his novel. Rồi, tại sao em đoán được cần rất là nhiều chất liệu anh? Em phải biết chữ novel cái đã. Em phải học qua chữ talk cái đã. Em phải biết rằng thằng này đang đứng là giả bộ làm danh từ cái đã. À, giving. Đúng không anh? Chính xác. Anh đang nghe từ give, anh nghe từ give. Không nghe từ anh. Không ạ. Cái này nó lại khó nữa. Anh suy nghĩ nè. Ông Nick Hornby, ông là gì? Diễn thuyết mà, ông giúp một cái talk thì ông không thể nào giúp cái ông đó được. Give me là no, giving đúng không anh? Không thể nào mà ông cho tôi cái bài nói của ông được, nên là sai. Rồi mình nghe lại. Giving a talk about his novel, Slam. Wanna go? Slam là cái tên đó anh kể nó. Rồi ông hỏi gì nữa? Anh nghe anh tưởng là cái đồng cái gì anh? Cái gì? Cái gì? Slam có tưởng là cái đàn không à? Nó kia là lam. Nó kia nè, slam. Nhưng em không hiểu cái đó là cái gì nữa. Rồi, đó, mình đi tiếp. Ổng hỏi là muốn đi không em? Em, wanna go? Wanna go? Hay quá, wanna go? Đúng rồi, wanna go? Đi không em? Absolutely. Absolutely. Tôi ngủ trễ. Absolutely. No, no, bye. Âm thì đúng rồi, anh nghe mấy em nha. Absolutely. Là em giỡn tay quá trời bên này luôn anh Vinh. Like absolutely. Ôi em mắc cười quá. Không, cũng hợp lý. Tôi ngủ trễ nên tôi cũng biết đi. Em mệt quá anh Vinh ơi. Em hò luôn. Cái gì? Không có thời gian để thở. Absolutely. Okay. Em ủa sao chữ này khó vậy mà anh Vinh biết. Ôi trời ơi. Ôi là trời. Uống nước đã anh Vinh. Ôi mệt quá, mệt quá. Ủa âm nó đọc vậy mà absolutely. Ôi, em mắc cười quá, em cười em mệt luôn anh Vinh. Yeah. Cho nên suy ra rằng là anh Vinh nói đúng á. Nếu như mình chỉ nghe để làm bài thì mình đã bỏ lỡ rất là nhiều chữ ở đây nè anh. Đúng không? Bây giờ anh nghe được lần một nè, lần sau á, dân tình mà nó nói absolutely là bắt đầu trong lòng anh đã có một cái ấn tượng rồi. Tất nhiên rồi nha anh, em muốn đi chứ. Đó, nó nói vậy anh. Wanna go? Absolutely, sao nhiều từ quá ha. Of course, sure. Nó tất nhiên rồi. Nữa. Giống như, là mình em ghi lại cho anh Vinh nha. Đây, rồi, certainly cũng là tất nhiên đúng không anh? Of yeah, course certainly. Nữa nè, nhiều lắm. Rồi, ổn áp anh ha. Mình về nhà thôi. Rồi mình nghe tiếp. Conversation 2. What's playing at the cinema center?
There's an old Marilyn Monroe movie showing at 7:10. Bus stop. Cinema Center. There's an old... Two. What's playing at the Cinema Center? What's playing at the Cinema Center? Quá xuất sắc luôn anh. Cảm ơn anh. Rồi, đi tiếp. There's an old Marilyn Monroe movie showing at... em không biết anh Dinh biết cái bài. Cái bài. Aurora mình non gì á? Đây đây anh dạy Marilyn Monroe. Rồi, anh biết bài này không anh Dinh? Anh Dinh không biết đúng không? Bởi vậy nó mới khó khăn cho anh nữa. Anh chờ em nha, anh coi mặt bả nha. Có ấn tượng chút xíu. Để nhiều khi bài này rất là nổi tiếng, trong rất là nhiều bài báo hay là bài viết đều nói bả hết. Marilyn Monroe anh ha, bài này. Người quyến rũ nhất thế giới gì đó. Rồi. Anh nghe giùm em nha. Bà này nói có một bộ phim của Marilyn Monroe đang chiếu. What's playing at the cinema center? There's an old Marilyn Monroe movie showing at 7. Yeah, nghe được. Nghe được ha. Anh coi lúc mấy giờ nè? 7:10. 7:10. À, giỏi quá anh Vinh ơi, 7:10. Rồi. Yeah. Bus stop. Interesting. Bus stop. Ghê vậy ta, nói cả nhà anh đã phim trạm dừng xe buýt của Marilyn Monroe rồi. Interested? Not really. I'm not a Marilyn Monroe fan. Quay lại chút xíu cái câu rủ nhà anh rủ đi. There's an old Marilyn Monroe movie showing at 7:10. Bus stop. Interested? Interested. Anh nhớ cái chữ mà hứng thú hoặc là có hứng thú với cái gì anh nhớ không? Có hứng thú à? Ok. Bả chỉ có một chữ duy nhất thôi, anh nghe nha. Interesting. Có hứng thú không em? Rồi. Mình nghe lại anh Vinh ha. Not really. I'm not 7:10. Bus stop. Interested? Not really. I'm not. Bà kia nói sao anh? Anh nghe được not really. Đúng, là nguyên câu rồi đó anh. Không có thích lắm nha. Not really. Không thực sự thích. Đó, rồi, đi tiếp. Not really. I'm not a Marilyn Monroe fan. Câu này khó anh gì? I am not interested fan. Anh nhìn nói vậy nè. Tôi không phải là fan của Marilyn Monroe. Not really. I'm not a Marilyn Monroe fan. Yeah, I am not a conversation. Marilyn Monroe fan. Yeah. Yeah, rồi mình đi tiếp anh ha. Oh, look. Agamemnon is at the theater in the circle. I look. Một câu đầu tiên nó có tên với cái địa điểm luôn đó anh. Anh nghe giùm em. Okay. Three. Oh, look. Agamemnon is at the theater in the circle. Yeah. Agamemnon at the theater in the circle. Very good. What's Agamemnon? What's it? Đúng. What's a Agamemnon? Là gì không biết. Okay. It's a famous Greek play. The famous cái gì vậy ta? The famous Greek play. Greek play là gì ta? Greek. Em hiểu rồi. Em hiểu rồi. Cái theater này anh có phải là nó là kiểu nhà hát đúng không? Thì anh em mình sẽ nhớ về cái play là cái vở kịch. A famous gì đó, play. Một vở kịch nổi tiếng. Cái gì anh? Ok, lay. Không phải lay. Anh tưởng là cái đi chạy. Agamemnon? It's a famous Greek play. Em hiểu. A famous Greek play. Một cái nhóm kịch nổi tiếng. Em ghi lại cho anh gì? Famous Greek play. Ok. Play, yeah. Một nhóm kịch. Rồi. It's great. There's a performance tonight at 8 o'clock. The foreman day o'clock. The foreman. Cái đó khó again, lắm again, anh. Again, again, again. Em sẽ không ghi cái câu, em sẽ ghi chữ, cái chữ khó cho anh. Đó là cái chữ mà buổi trình diễn anh nhìn. Performance. Rồi anh nghe giùm em nha. It's a famous Greek play. It's great. There's a performance tonight at 8 o'clock. Performance. Hôm nay lúc 8 giờ anh nghe nha anh nghe. Great. Yeah, the performance day 8 o'clock. Hôm nay là gì anh Vinh? Hôm nay. Today.
Đúng rồi, anh nghe y chang vậy nha. It's great. There's a performance tonight at 8 o'clock. À, không phải là today mà là to cái gì đó. Tối nay anh Vinh. Tonight. Rồi mấy giờ anh Vinh? 8 o'clock. Đúng rồi. Performance today. Tonight 8 o'clock. Performance tonight at 8 o'clock. Wow. Tonight at 8 đúng không anh? Tonight at 8 o'clock. Yeah. Khó quá, nhanh quá. Tức là mình đã nghe xong cái câu mà để mình làm bài rồi, chỉ cần nghe thông tin thêm thôi. You wanna go? At 8. Wanna go? Đúng rồi. Wanna go? Wanna go? Rồi. At 8? Maybe. Bạn nói sao? At 9. Ý, bạn phải confirm lại cái giờ đúng hồi nãy nha anh. You wanna go? At 8? Yeah. At 8? Maybe. Đúng rồi. Maybe. Maybe. Conversation 4. I'm in the mood for a good concert. What's playing at the festival? The Boston Symphony Orchestra. They're doing Beethoven. What's playing at the festival? Còn một câu đằng trước nữa thì phải. I'm in the mood for a good concert. Chỉ nghe ông nói là ông thích cái concert đó thôi. Hay quá. Like em, anh nhìn học giùm em luôn cả câu nha. I am. Ủa? Chế độ happy thì sao rồi? Lát rồi. Anh chị em. What? I am in a mood for a good concert. Anh đang có hứng để đi coi ca nhạc. I am in a mood for a good concert. Đúng mood, rồi, mood đó là, mood, là có hứng. Có hứng, có tâm trạng. Nhớ không? Đúng rồi. Cái từ này ưa xài bình thường lắm. Đúng rồi, mình hay xài anh ha. Mà vô một cái câu dài cái mình quên đó thôi. I'm in the mood for a good concert. What's playing at the festival? What playing a festival? Vậy là anh chọn được cái festival rồi đúng không? Rồi anh coi thêm cái concert nữa nha. The Boston Symphony Orchestra. Nó mới nói gì anh nhìn? Ok, anh nghe là anh nhớ nhìn nữa nha, anh nhớ nhìn vô cái đề nữa nha. Festival. The Boston Symphony Orchestra. Okay, the Boston Symphony Orchestra. Symphony Orchestra. Đúng rồi. Vậy thì hai thằng này mình nói với nhau cái đã, rồi mình lấy thêm thông tin nè. They're doing Beethoven's Fifth tonight. Again. Chết cha, em không có nghe được, again, nha. Again. The Boston Symphony Orchestra. They're doing Beethoven's Fifth tonight. The two day. Cái gì fifth vậy ta? Cái gì fifth tonight vậy ta? Cái giờ đó anh nhưng mà không nghe được. The Boston Symphony Orchestra. They're doing Beethoven's Fifth tonight. Không nghe được. Tonight, cái gì mà fifth tonight đúng không anh? Yeah. Cái này em lưu lại nha. Cái này là trang mấy đây? Em lần đầu em nghe không được. Okay. Nghe lại nha anh, trang 17. Để chút nữa. Hồi chút em đi xin cái script của mọi người. Rồi. Nghe lại lần nữa đi anh. Không nghe được cái bình đẻ đó. The Boston Symphony Orchestra. They're doing Beethoven's Fifth tonight. That sounds great. What time? À, từ anh nhìn, Beethoven. Cái thằng đó không phải là time, tại vì ông này lại còn hỏi là what time đúng không anh? Mình phải nghe hết cái đích thì nó mới nói cái time khúc sau. Vậy là cái gì fifth tonight vậy ta? Cái đó có thể là mình chưa có biết được cái từ đó đó anh. The Boston Symphony Orchestra. They're doing Beethoven's Fifth tonight. They're doing Beethoven's Fifth tonight. Dạ đúng rồi. Mình để là trang 17 nha, chút xíu này em đi ăn cắp cái script. Cái em dán qua cho anh nhìn. Ok, yeah. Mình sửa cái đó sao? Nó nói cái gì đó là tối nay, trong này hỏi giờ. Night. That sounds great. What time? Ông nói sao anh? That sounds great. What time? Hay quá anh nhìn, xuất sắc. At 7:45. Rồi. 7:45. Ok. Let's do it. Let's do it. Do it. Let's. Không phải anh. Nó có tới hai chữ lận. Thôi bây giờ mình làm thôi. 7:45. Let's do it. Let's do it. Do it now. Yeah. Do it. Let's do it. Let's do it. Yeah, let's do it. Thôi giờ làm thôi. Let's do it. Let's do it. Well, it's 6:30 now. Meet you there in an hour. Rồi. Tới ông này nhai em hết nghe luôn. Anh không biết cái từ này.
Không biết luôn, biết luôn. Anh chờ em. It's 6:30 now. À, bây giờ là 6:30 rồi nè anh em ơi. It's 6:30 now. It's sao anh Vinh? It's 6:30 now. Đúng rồi, hay quá anh Vinh. It's 6:30 now. Trời ơi, nói cái gì mà như nhai cái gì vậy đó. Meet you there in an hour. Dreading an hour. Anh nghe gần đúng rồi anh gì? Ready in an hour đó. Sẵn sàng trong vòng một tiếng. Ready, em sẵn sàng. Ready in an hour. Ready in an hour. Rồi hết. Ô là trời, thích quá, quá trời chữ luôn. Quá trời quá đắt luôn. Rồi anh em mình xong. Mình sẽ lên đây. Cái này thì không cần anh nhìn cái mà yes, no hoặc là maybe á, là mình sẽ phải nghe lại các đoạn hồi nãy để coi những cái người đó có chịu đi hay không. Không sao, mình đã làm xong rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống dưới đây anh Vinh ha. Are you free? Anh coi lại giùm em một vài cái từ nha. Để đồng ý hoặc là để từ chối đi cái kèo đó. Yeah. Yeah. So would be perfect. That part my bedtime. That not for me. That more my style. Well, how about see you there? Ok, hết đúng không anh Dịch? Rồi, anh em mình đi tiếp thôi, đi tiếp thôi. Thì em qua, để em qua. Oh, yes, sunset. Cái nào anh, cái nào anh? À, cái trang màu đỏ này. Week. Cái đó hình như là nó Entertainment. Giải trí tuần này. Movie, yeah. Yes, sunset. Yes, sunset nghĩa là... màu đỏ, hoàng hôn màu đỏ. Hoàng hôn màu đỏ, đúng rồi. Ok. Ổn mình ha. Được. Anh muốn hỏi, thôi nói thêm cái nào thì mình nói. The soul the brother. Sao? Soul the and soul. Soul. Cái tâm hồn. Anh em tri kỷ anh. The soul brother. Anh em the tâm hồn. Anh em tri kỷ anh nhìn. Yeah. Tại vì á, mình có bạn tri kỷ là mình có cái chữ này nè anh nhìn. Soulmate. Trời em tức ghê. Cái bàn phím của em mới thiệt á. Em đi cắm sạc nha. Anh nhìn chạy một giây thôi. Soulmate. Vậy nếu mà mình nói bạn cùng lớp thì sao anh Vinh? Yeah, roommate. Bạn cùng phòng. Yeah, roommate. Bạn cùng nhà thôi. Homie. Ghê vậy ta. Ừ, ổn ổn. Đúng. Ổn ổn, dữ dằn dện. Ok. Vinh nhớ từ tốt quá. Em tưởng đâu là anh Vinh sẽ nói là housemate. Homie là đúng nha anh. Rồi. Định nói homie đó suy nghĩ. Cái hào mày. Từ từ dừng lại khoảng chừng là 2 giây. Ok, bây giờ mình đi cái này. Location và direction. Khi mà anh Vinh mà cái anh học được ha, cho anh áp dụng được những cái từ mà anh biết, anh thấy nó đã lắm. Không ai làm gì anh cũng thấy nó rất là đã. Rồi, express location, yeah. Direction. Express location and give direction. Yeah. Đó. Location là gì mà direction là gì? Location là địa điểm mà dưới direction. Và grip. Yeah, a grip direction là hướng đi, hướng điều. Hay quá anh Vinh ơi. Xuất sắc. Rồi bây giờ mình nghe cái nhìn ha, chỉ đường cho người ta. Read and listen to someone ask for and get directions. Excuse me. I'm looking for the National Bank. The National Bank? Do you know the address? Yes. It's 205 Holly Avenue. Oh, walk to the corner of First and Holly. It's right around the corner, across from the museum. Thank you. Or, if you don't know... If you don't... The National Bank? I'm sorry, I'm not from around here. Thanks anyway. Yeah, rồi. Anh Vinh chỉ đường nha, em hỏi. Excuse me, I'm looking for the National Bank. The National Bank? Do you know the address? Yeah, this is 205 Holly Avenue. Oh, walk to the corner of First and Holly. It's right around the corner, across from the museum. Thank you. Nếu anh không biết thì anh lên câu B anh nhé. Okay, the National Bank. I'm sorry, I am not from around here. Thanks anyway. Rồi tới anh hỏi đường đi anh Vinh.
Excuse me, I'm looking for the National Bank. The National Bank? Do you know the address? Yes, it's 205 Holly Avenue. Yeah. Oh, walk to the corner of First and Holly. It's right around the corner, across from the museum. Thank you. Yeah. The National Bank, I'm sorry, I'm not from around here. Frank, anyway. Right, đúng rồi. Kiểu nào là mình làm phiền người ta, cái mình cũng phải cảm ơn anh ha. Dạ hết. Có cái nào anyway, thường nó nói là anyway. Anyway là dù sao đi nữa anh. Anyway, dù sao cũng cảm ơn nha. Okay, yeah. Frank, anyway. Nó dùng để anh bẻ lái, anh quay xe, giống như anh đang nói đúng không? Anh đang nói, các anh thấy là người ta không có muốn nghe nữa, hoặc là anh thấy là thì thôi, các anh nói là anyway, dù sao thì cái mình lái trở lại cái vấn đề của mình. Ví dụ anh đang nói về food đi, cái sau anh nói anyway, let's go back to our lesson. Thì mình đang nói quá nói mà người ta không có muốn nghe nữa thì mình nói dù sao thì giờ mình học tiếp đi. Anyway, okay. Nó có nhiều cách. Vâng. Let's go back our lesson, yeah. Anyway. Rồi, mình về nhà anh ha, về nhà thôi. Bên này, vocabulary. Hồi lúc mà ở cái cuốn không á anh, mình có học cái direction nhưng mà nó rất là đơn giản. Bây giờ mình học thêm mấy cái phức tạp hơn nha anh. Vô. Okay. Read and em phóng to đi, phóng to đi. Sorry, đúng rồi. Em có thấy nó bị nhỏ hay sao á, nãy phóng rồi. Nhìn như nó cực luôn. Chờ em để em bắt con bé nó ra. Nó cứ bu vô em vậy nè. Bắt ra. Nó cưng lắm anh, nhưng mà tại mình bận á mà nó không biết. Nó cứ lên chơi á. Rồi. Location. Được anh ha. Vô thôi. Where is the It's on the right side of the street. It's across from the park. It's down the street from the museum. It's around the corner from the theater. It's between Main Street and Mercer Avenue. Directions. How do I get to the... Turn left at the corner. Turn left at the light. Turn left on King Street. Go two blocks and turn right. Walk two blocks and turn right. Drive two blocks and turn right. Go to the corner of Smith Street and Bond Avenue. Walk to the corner of Smith Street and Bond Avenue. Drive to the corner of Smith Street and Bond Avenue. Now listen again. Dạ rồi, mình đi từ đầu anh ha. Yeah. Nói vị trí thì mình dùng is. Where? Rồi, mời anh nhìn. Yeah, it's on the right side of the street. It's across from the park. It's down the street from the museum. It's around the corner from the theater. Yeah. Yeah. It's between Main Street and Mercer Avenue. Đúng. Còn nếu em hỏi là how do I get to, em phải làm sao em đi tới được đó, anh chỉ em đi. Yeah, này. How do I get to? Okay. Turn left at the corner at the light. Turn left at on King Street. King Street. Dạ đúng. King Street. Dạ. Có đường tên King. Đường tên okay. King đúng không anh? King Street. Okay. Anh nhìn đường nghĩa nó mệt lắm. Go, walk, drive two blocks and. Yeah, go, walk, drive two blocks. And turn right. In sweat. Go walk drive to the corner of Smith Street and Bond Avenue. Cố lên anh. Avenue. Rồi. Avenue okay. Là cái gì ta? Avenue là cái đại lộ quá anh. Giống như là đại lộ Đông Tây hay là đường Smith vậy thôi. Nó cũng là đường nhưng mà nó bự vậy đó. Em cũng biết nữa. Đại lộ. Rồi, hết anh Hà. Bây giờ nên mình nói chuyện chút xíu khúc này nè anh Dình. Sẽ rất là dễ nhớ nếu như anh xét những cái thằng đó theo những cái tiêu chí. Em lấy ví dụ nha. Đây là cái đường. Thì ở bên phải của cái đường, anh sẽ lấy một cục on the right trước đã. On the right side of the street. Vậy nếu anh nói nó nằm bên phải của em thì anh sẽ nói sao?
Yeah, on the right. It's on. It's on the right. Of you. Đúng rồi, on the right side of you một cách hoặc là it's on your right side luôn anh. It's on your right side. Đúng rồi, bên phải của em đó. Còn này, bên phải của cái đường thì anh gắn cái đường vô. Of the street. Dễ ha, dễ ha, nhìn ha. Dạ rồi, mình xong. Cái từ side này là on, side là cái bên cái right. mé anh. Giống như là cái bên cái mé một cái tòa nhà thì nó có bốn mặt đúng không? Thì nó có four side. Mặt trước, mặt ra, mặt là side. Yeah. Okay. Hồi đó mình chỉ học on the right, on the left. Bây giờ tại vì nó là bên mặt bên phải của cái đường thì nó thêm cho mình chỉ side vậy thôi. Okay. Okay. Also outside. Outside đâu có từ này đâu. Outside là mình ra. Outside là ở bên ngoài. Cái là ở bên trong và ở bên ngoài đúng không anh? Inside, yeah. Outside. Đó. Yeah. Đúng rồi, giống như những cái nào mà anh, giống như hồi nãy cái mà anh thắc mắc favorite với lại cái thích á, thì anh phải nói với em thì mình mới biết được cái khác nhau đúng không anh? Ờ, cái yêu thích, cái đó sở thích khác. Okay. Across from. Yeah. Across from the bank, đối diện ngân hàng thôi. Yeah. Đúng rồi đó, anh dịch đúng rồi đó. Đối diện cái ngân hàng. Okay. It's down the street from the museum. Down the street. Yeah, đi thẳng cuối đường là museum thôi. Yeah. Museum. Sang quẹt muốn tiêu museum. Đi thẳng cuối đường. Cái museum là cái anh chạy một giây. Museum. Cái bảo tàng anh nhìn, bảo tàng anh nhìn. Bảo tàng. Đúng rồi. Museum. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà anh em nói nhìn nghe, hồi xưa đó mình học là down the street thôi, cái nó dễ, cứ đường này mà đi thẳng đúng không anh? Rồi, nhưng bây giờ nó có cái cột mốc cho anh nhìn nè, từ cái bảo tàng anh phải đi tiếp, anh nhìn thấy hả? Nó đang tính cho anh cái chỗ của ngôi sao, chứ không phải là nó nói anh cái chỗ bảo tàng, cho nên anh mình đọc vô anh nhìn hiểu lầm là đúng rồi, tại vì cái chỗ chữ from nó mới lòi ra ngay đây thôi, chứ hồi trước mình học là down the street, không có học cái thằng này. Bây giờ anh nói nè, Jin, em thấy cái bảo tàng rồi chứ gì? Em đi tiếp thì nó gọi là down the street from the museum. Anh nhìn hiểu không? Hiểu ngược lại. Ý là cái museum ở đó, xong rồi mày đi cuối đường. Mày phải đi thẳng tiếp thì mày mới gặp được cái điểm đó. Yeah, it's down the street from the museum. Anh hiểu. Đúng rồi anh. Bây giờ thêm cái nữa nè, lại là từ cái theater anh không có dừng ở đó mà anh phải bọc cái góc. Rồi mời anh nhìn. It's around the corner from the theater. Dạ đúng rồi. Rồi em kéo qua đây anh nhìn dễ thấy. Cái cuối nè. Yeah. It's between Main Street and Mercer. Yeah. Avenue. Mercer là cái gì nè? Mercer. Cái đó là cái tên đường thôi anh. Cái tên đường. Yeah, yeah. Ổn áp. Ok, xuống dưới đây. Hồi nãy em có định nói với anh cái gì nên em nhớ. Anh Dinh hiểu được mấy cái thằng này mà đúng không anh Dinh? Anh hiểu hả? Vì em nói với anh Dinh, ngay tại cái góc, nếu mà anh xét cái góc thì nó dùng cái chữ tại, nó sẽ dùng at. Ngay tại cái đèn, nó cũng xét là at. Nhưng mà quẹo phải vào cái đường đó thì tại vì là street, anh phải dùng on. Anh nhìn thấy được khác nhau hả? Vậy nếu anh nói là anh nói là quẹo phải tại đường Main Street thì anh sẽ nói sao? Quẹo phải đúng không? Turn left. Turn right. Quẹo phải turn right chứ không? Turn right at the Main Street. On Main Street. Anh thấy. On Main Street. Đó. Cho nên em sợ mấy cái giấy tờ này lắm. Nhìn thì nó dễ nhưng mà tới lúc mà mình nói á, mình sẽ phân vân là tôi sẽ phải chọn cái nào đây. Cái lúc đó nó mới phát sinh. Rồi. Đi hai block. Cái block là anh Vinh hiểu vậy đi. Cái này nó dễ đơn giản. Nhưng mà một block tức là một cụm dân cư ở đây. Nếu anh nói đi hai đường thì là drive two street hoặc là two intersection. Em đi qua hai cái ngã tư đi Trinh. Rồi, ngã tư anh hè. Two intersection hoặc là two blocks đều bằng nhau hết. Block là nó tính cái cục này, hai cục. Còn intersection là nó tính hai ngã tư, một ngã tư, hai ngã tư. Tới cái thứ ba thì em quẹo. Rồi, anh thấy ha.
Turn right. Oh, nhưng mà to street là hai con đường. Được luôn anh. Drive to street and turn right. Nhưng em nói nhìn nghe, hai con đường thì nó không có rõ nghĩa. Con đường là con đường nè, đây là con đường đúng không anh? Đó, mình nói là hai con đường thì nó sẽ hơi không có rõ nghĩa. Qua hai ngã tư là ok nè, đúng không? Rồi, qua hai cái block là ok nè. Đó. Rồi, xuống bên đây. And turn right. Yeah. Yeah. Giờ nó nói mình gì vậy ta? À, đi đến cái góc qua giao nhau của Miss Street và Bond Avenue. Yeah, to the corner of Miss and Bond Avenue. Miss Street and Bond Avenue. Yeah. Đúng rồi. Hồi nãy nó xác định anh cái vị trí này bằng một cái địa điểm đúng không? Đi tới cái góc này và bọc cái góc là một cách. Cách thứ hai là nó sẽ xác định bằng hai con đường cách nhau. Rồi, mọi người đứng ở đây là được. Anh thấy hồi nãy nó ở trên này. Đây. Thì cái góc đâu? Đây. Đây chính là cách thứ hai. Có cái cục ở đằng đó rồi em đứng nó đi, em bọc góc. Cách thứ hai là em kiếm cho bằng được cái góc này đi rồi em đứng ở đó. Ổn anh ha. Ok, rồi. Anh Vinh hỏi thăm sức khỏe một chút. 10 giờ anh học thấy sao, mệt dữ không anh Vinh? Không, bình thường. Ổn anh hả, ổn. Trời, anh Vinh khỏe quá. Anh Vinh làm cái tối phải không? Ô là trời, làm xong còn về học nữa. Dạ, vậy nên anh mình ngưng ở đây anh ha. Bài 2, trang 1. Chút nữa em sẽ đi ăn cắp cho strip cho anh. Em không sao không? Đâu. Không sao đâu, em không sao đâu. Thôi, phải đi ăn cắp anh ơi. Để mình coi cái đó là cái gì. Okay. Dạ, cảm ơn anh Vinh. Anh Vinh ngủ ngon. Thank you so much. Okay, bye bye em. Từ sáng chủ nhật mình gặp lại anh Vinh ha. Okay, bye bye em. Bye bye anh Vinh.